Ok, xin chào tất cả mọi người nhá. Đây em những chiếc xe gọi là Dream Loon. D-Tech, A-Tech. Dream A-Tech. Máy D-Tech thôi chứ còn đây là A-Tech Dream nhá. Hàng Indo, anh em lưu ý cho em. Đấy gọi là Dream A-Tech là như thế. Xe ra gọi là giật. Gọn rồi. Giật ngon lành hết rồi anh em ạ. Mua là mua cái tâm của chủ anh em nhá. Hàng chủ đầu tư tâm rất là kỹ càng từ các cái này. Chị lên chất là kỹ, lên đẹp, lên chất. Biển Hà Nội. Đã giật đẹp rồi anh em nhá. Một chiếc A-Tech 1997 29K3 9722 cho anh em chiếc xe 14.500.000. Rồi anh em có nhu cầu chọn những chiếc xe A-Tech máy Indo bền mà nói chung là đã dọn đẹp. Đi ăn đi làm rồi là rất là ok. Lượn những cái dòng xe này tóm lại là dọn đẹp rồi anh em nhé. Từ thụt trước thụt sau nhá, em đều kiểm tra ok hết rồi. Hai gương zin của Dream Loon anh em nhớ cho em đấy, đầu tư hẳn một đôi gương zin cũng rất là hiếm tìm được đôi đẹp. Anh em nó vẫn giá được A-Tech là ngon rồi, rồi lên này quả này là lên máy rất là ok đấy, với cái tầm tiền 14.500.000 mua cả cái sự công sức dọn của chủ đấy, chứ không phải là đơn giản là anh em sẵn có một chiếc dọn đẹp nha anh em nhé. Tóm lại là dọn đẹp sạch sẽ, vuông vắn mảnh đào hết rồi. Một chiếc A-Tech anh em, từ những mảnh bánh tam nan giật đẹp mới chính quang luôn anh em nhé. Sơn thu nhựa nhũ này anh em nhìn đấy, 14.500.000 nha anh em nhé. Một chiếc A-Tech đời 199, cái này là đời K, con này thực ra nó đời một K là 998. 98. A-Tech thường là 97, 98 anh em. Rồi. Đấy, lên K. Sang một mẫu phiêu chở, hàng rất đẹp và chất, hàng nguyên lốp anh em ạ, hàng nguyên lốp từ năm 2015. Đấy, zin chuẩn lốp zin theo xe, càng zin nan. Vừa mới mua chưa dọn dẹp gì. Máy zin. Sơn cũng zin. Đấy, câu chuyện của máy đẹp, máy chất đây. Anh em nào có nhu cầu thì lựa chọn một mẫu phiêu chở. Rất là chắc chắn, vuông vắn đẹp đẽ. Máy zin xe chất lắm anh em ạ, hàng zin mộc 28B1 12107. Bán ra là 13 triệu một chiếc xe mộc chưa dọn nhá. Em vừa mới mua về tối hôm qua thôi. Máy nó zin đây anh em nhìn này, tất cả các cái chi tiết linh kiện này còn zin theo xe hết, chất lắm ạ. Rồi chắc là cũng phải đầu tư vài 300 vào đây, mới rửa thôi chưa có làm bất cứ một cái gì cả. Vuông vắn ngon lành hết. Bao tiền nhỉ? Vừa báo bao tiền nhỉ? 13 triệu cho một chiếc The Future 2015. Hàng là máy zin, sơn zin anh em nhớ cho em. Đôi gương này vẫn còn theo xe, zin pha trong veo. Đẹp chưa anh em? Bản lốp trước vẫn còn nhá. Nguyên lốp luôn. Máy nổ phê nhờ anh em nhỉ? 13 triệu đồng nha anh em nhá, một chiếc Future béo. Cái nước sơn zin cái đẹp của nó rất là đẹp. Từ cái bình xăng này anh em, bình xăng. Cái tay sách nguyên bản hết. Ok, một vòng cho em bên này. 13 triệu đồng nha. 13 triệu. 2015. Biển 28 Hòa Bình. Đấy anh em là sơn zin máy zin nhá. Anh em nhìn cho em các cái phím. Rồi. Sơn zin máy zin. Đẹp không? Zin hết. Rồi ok, tiếp theo. Rồi một xe thể thao hàng CBR 2015 16, em vừa kiểm tra chiếc này. Giờ 15. 216 anh em nhá. Phiên bản giờ 15. Thể thao 150 hàng bồn. Mới mua con này mới mua. Vâng, vừa mua. Rồi, miễn chê luôn đúng không ạ? Rất là ok. Đấy. Yêu cái là giá anh em ạ, bằng Exciter thôi. Xe 2016 giờ 15 bán ra cho anh em mình là 22.500.000. Quá không rẻ. Không có nhiều ạ. Quá rẻ. Quá rẻ anh em ạ. 22.500.000. Máy vẫn đang nổ nhá. Anh em lưu ý cho em, chống đổ đầy đủ, bản sơn thể thao. Gì. Rồi. Đấy. Giờ 15 anh em nhá. Rồi, sản xuất ở cuối 15. Đấy, bản lên đôi vô độ biển đây. Đấy. 98C1 05069. Hàng côn tay Yamaha máy 150. 22.500.000. 22.500.000, một vòng xe mới mua, mới mua về chưa dọn rất đẹp gì cả anh em nhé. Thể thao một chiếc giờ 15. Từ đấy. Gương này, cụp ra cụp vào. Cụp vào. Rồi có lắp điện thì quá hợp lý. Rồi, đi phượt anh em ạ, hàng lốp láp dày dặn, ngon lành hết rồi. Sơn chi ngon lành hết. Lưu ý cho em là cái này thiết kế nó vậy nhá. Hàng luôn luôn là có một pha xịt, pha sáng. Đấy em nhớ mà. Mắt nổ mắt xịt. Đấy, hai pha thì sáng tất, còn một pha nó sẽ chỉ thắng một bên. Đấy, em nhớ cái đặc trưng của giờ 15 không xịt. Rất hay như thế. Cảm rồi 22.500.000 anh rồi. Em nhỉ? Anh em sẽ chào anh em nhá. Đây đang đến mua của một chiếc xe cho bạn gái đấy. Em lấy đồ đi, trong cốp em có gì đây? Em bán cho anh bao tiền cái xe này đấy? Em bán là 54.500.000 ạ. 54.500.000. Em để chào các anh như này đi.
Trước em mua nhà anh nhỉ? Dạ vâng, trước em mua, giờ em kiểu như là không sử dụng, mới mua ô tô ấy, không sử dụng nữa. Bán, đúng, bây giờ không sử dụng mới bắt đầu bán, mới bán cho anh. Vâng. Đấy, trước bạn ấy mua nhà mình ấy. Giá hợp lý. Em tên gì đấy, ở đâu ấy, em đâu quán? Em là Hường, em ở Ninh Bình, chồng em là ở Hải Dương ạ. Đây qua một lúc anh em trao đổi thì con xe vẫn đi tốt nhỉ? Dạ vâng, vẫn đi tốt mà... Nghĩa là giữ gì lắm luôn đấy. Anh em vào lấy chìa khóa đây, nổ máy đi. Hay bảo dưỡng đúng không? Dạ vâng, em mới thay ắc quy luôn đấy ạ. Đời 2017-125 CBS em đi phải thấy bảo em đi ít lắm, ít đi em ít. Nói chung là toàn dựng thi thoảng đi đâu quanh trong thành phố thôi. Đi xa nào có ô tô. Anh nổ máy cho em đấy. Ông xã đang cho đằng sau đang viết giấy bán. Trước là Hường mua con xe này của anh mình là 70 mấy triệu đấy. 72 triệu phải. 72 triệu ấy. Bây giờ này thôi, nói chung là thời điểm giá cả nó cao thì bây giờ thôi giá cả nó cũng phù hợp rồi thì anh em cũng... Hai vợ chồng em tiếc con này lắm ấy. Tiếc. Con đi ngon đúng không? Đi ngon lắm ạ. Em có thể quay một vòng trên xe của em. Cái dòng này đi hay mà. 125-2017 nhá, xe màu đen bóng nhá, anh em Hường về, vợ chồng Hường về bán dán đen sần đúng không? Dạ vâng, dán đấy ạ. Về giữ gìn xe lắm luôn. Quay vòng. Tiếc. Quay một vòng đi. Quay một vòng xe. Số km hơn 2 vạn nhưng con này đi hơn một chút rồi nhá anh em nhá. Số km hơn 2 vạn đi hơn một chút. Máy vẫn nổ thì thầm anh em nhỉ. Dạ vâng. Đi không lạng lách, không nghiêng võng gì. Không không ạ, không đâm, không đụng, không gì cả. Vẫn là cân cắn. Dạ okay. Vâng. Anh cảm ơn em nhé. Anh cảm ơn em. Có dịp có nhu cầu mua xe thì qua anh. Dạ vâng. Có thể chào anh em như này đi. Rồi. Cái mua của đây em có thể quay cả cái mặt trên này nhá. Rồi đặt quay cái này cho anh. Đây quay yên này. Máy móc vẫn còn zin nhá. Xe về anh em mua rồi về bóc đi lông. Đấy mua của Hường là 54.500 anh em nhá. Cộng cho cộng cho anh em trên này 3 triệu. Mua 54.5 rồi cộng 3 triệu như anh em nào thích sự thích cái đời SH 125-2017. Quá hợp lý. Lốp còn zin theo xe nhưng lốp hơi mòn đi rồi nhá. Anh em lốp lắp hơi mòn. Như đây. 366 rất mới rất đẹp. Đấy. Rất là rẻ nha anh em nhé, 57.500 một chiếc SH 2017. Đây nhường sân cho bản đen bóng nha anh em nhé. Trực tiếp cho Thiệp, ok cảm ơn anh em. Rất là ngon, máy rất là ngon. Tiếp tục đồng hành cùng các anh em. Form là form đèn led anh em nhé, một SH form đèn led. Cũng 57.500 nha anh em. Rất hợp lý rồi, biển Hà Nội. 2017 cơ anh em ạ, bây giờ về có thể bóc ni lông. Anh em có thể lựa chọn một mẫu SH. Ít tiền hơn, 2013 mà là rất đẹp. Em phải thật sự, chủ đang ngồi trong nhà cũng là viết giấy anh em nhìn cho em. Cái độ zin, độ đẹp của xe, cái độ đanh của xe. Độ đanh của xe nhá, pha zin này anh em nhìn. Tay phanh này, hai cả hai luôn. Anh em có thể nhìn kỹ cho em cả hai bên tay phanh này. Nhìn rất là đẹp luôn. Đấy, hàng nâu đen 2013 anh em ạ. Đấy, 2013, 125 thôi. Đấy, chủ lên tém 150. Mà xe 125, zin hết anh em ạ. Đấy, máy zin nhá, sơn đẹp. Xe tay sách lên sport thôi, biển Hà Nội. Đấy. Bán ra cho anh em mình là 40 triệu một chiếc SH 125 2013 máy zin. Quay cho em đấy. Trên mặt anh ơi. Anh em nhìn 2014 cho mọi người nhá. Nhìn 2013, bàn này, cái phần này. Nút công tắc này anh em nhìn rất này, một vòng cho em bên này. Đây anh em nhìn tay cầm này, đẹp không ạ? Đấy em nổ máy cho anh em cùng nghe chiếc 125. 125 2013. Hàng máy là máy zin anh em nhá, máy zin. Sơn nhựa là zin, có đồ tay sách này này, nó lướt qua, Oppo này là thay một vài vị trí đấy thôi. Là coi như chủ cũng đầu tư làm đẹp lên theo ý thôi chứ còn về nhũ rất đẹp đấy. Đây, về sơn đấy vẫn còn đồ của chủ trong cốp xe nhá, vẫn đang làm giấy trong nhà thôi. Rồi chốt cho anh em 40 triệu anh em nhá, một chiếc SH đời 2013 125 xe chất lượng chất lượng biển 29L1 anh em nhá, 35377 đấy. Anh em nào mà đang thích SH liên tục có để phục vụ anh em một mẫu SH, một mẫu SH đi thì có một mẫu cúp đến. Cúp 50cc dành cho học sinh sinh viên không cần bằng đấy ạ. Giá đấy. Hợp lý phải chăng? Rồi. Xe của 2020, đây mới là máy D-Tech này, hàng của 2021 rồi em ơi. Rồi đăng ký sản xuất 2021 rồi đó. Sản xuất 2021 rồi. Nha, một chiếc hiện tại xe đang 2021 mà giá hợp lý quá nhỉ. Giá không thể rẻ hơn được nữa rồi. 26 anh em nhá. 8.3 thôi anh em ạ. 8.3 mà 2021 mà bản đen sần. Ô lót yên có đầy đủ. Bảo vệ gà đèn hậu vua vía đầy đủ hết. Lại là đèn lục giác. Đấy. Rất rất hợp lý. Vâng, đèn bóng và bản đắt rồi, bản đắt, bản này nó là bản là đèn này đấy anh em nhớ cho em nhá. Đèn vuông, đèn tròn là hai cái thông dụng, nhưng cái đèn lục giác này này nó hết hiếm từ cái sinh nhan này nó thiết kế này. Nó tránh vỡ, tránh gãy cái sinh nhan. Rất là hay luôn. Cái kia đèn kia nó lồi ra anh em ạ, đi nó hay bị va chạm. Đèn này chắc chắn.
Hàng Detec sản xuất rồi, mẫu này là được. 3. Ok, 8 triệu 3. 8 triệu 321 anh em nhé. Hợp lý, máy vẫn đang nổ anh em ạ. 2021 okay. Rồi, ok, tiếp theo một chiếc bản AB 160 AB 160. Rất là nhiều đấy, anh em tìm dòng 160 này này. Giá à, tiền hợp lý phải chăng thôi, chủ đầu tư được quả đôi vành mới đôi thụt sau. Thật sự là chủ đầu tư thì là mất tiền, nhưng anh em mua thì là không mất tiền mà lại lời cả giá, rẻ hơn rất nhiều. Anh em vào quả vành hơi bị chất đấy. Chắc... ABS nhá, 160 anh em ạ, 160 2022. Anh em nhá. Zin hết đây, đôi thụt này, đôi vành vào là rất là có tâm đấy, hàng xịn xò hết chứ không có hàng lô hàng xấu đâu. 29H2 40454. Bán ra cho anh em mình là 45.500.000 cho một chiếc Ablade 160 bản 160 anh em nhá. ABS 160. 160 nha anh em nhá, chạy có bao nhiêu cây? 5.000 cây. Đây, riêng anh em cứ cây lo xăng, nhưng mà anh em thấy có 2 lít 3 100 cây rất là rẻ luôn. Đấy, vành cũng là đều là vành xịn hết, vành Asizo. Đấy, chân vành. Xịn xò hết nhá, chủ vào có tâm đấy, tay phanh tay nắm này, còn nguyên bản hết, hàng của 2022 mới zin hết. Gương này thì gương thời trang rồi. Đấy, một chiếc Ablade bản 160 nha anh em nhá. Rồi, không có nhiều. Không có nhiều 45.500.000. Thật sự là nó chỉ ngang với 150 giai đoạn anh này em thôi. Này đây. Đôi vành nha anh em nhá, thụt nhá anh em, bảo vành bảo thụt, bảo quả thụt này mấy củ đấy anh em ạ. Rồi. Rồi tiếp theo một chiếc Novo SX 2014. Novo SX anh em nhớ cho em, nó là bản FI. Anh em nhìn cho em một chiếc máy zin, sơn zin với cái sơn zin mà tem này. Đây cái chỗ tạc này mới nhìn được cái tem zin. Tem zin mà rất đẹp, anh em nhìn cái tem đẹp, tem rất đẹp luôn. Rất là đẹp. Ra máy còn zin, sơn zin tem zin, đẹp lắm anh em ạ, biển Hà Nội luôn. Đấy, 29V3 22011. Ở dưới 62 anh ơi. Rồi. GC nhá, hàng FI GC 2014, máy zin sơn zin. Em kiểm tra hết rồi, đồ sần nguyên bản, xe rất là sắc sảo. Đây, có lỗi Eros 42, tức là lỗi của công tơ mét, đấy là cái đồng hồ công tơ mét thôi. Còn lại xe không một lỗi, vừa mua trực tiếp luôn. Anh quay về đằng trước này cho em. Lốp xăm đầy dày dặn, chủ báo mới thay dây cu loa nên anh em yên tâm về chất lượng sử dụng. Em cũng đã test trực tiếp chạy đường trường, xe rất là ok. Rồi, giá cả hợp lý phải chăng? Mua vào là 8 triệu rồi, cộng cho anh em mình 1.8 triệu, 9 triệu 8 một chiếc Novo SX biển Hà Nội. Rất rẻ, thật sự là rẻ với rất này. Máy zin sơn zin, hai cái bộ tem zin anh em thấy. Đấy. Cái chưa đến 10 triệu đồng, 9.800.000 anh em nhá, một chiếc Novo màu đỏ đen. Dày lắm. 9 triệu 8 thôi, anh em nào có nhu cầu hãy nhanh tay giúp em. Rồi, tiếp theo một chiếc S21 toàn những hàng siêu rẻ mọi người. 2016 tháng 11 thì phải mua của anh 10 có buổi live trực tiếp, hàng là sơn zin máy zin. Sáng hôm đấy em mua được hai chiếc, một chiếc 2018 có một khách lấy rồi, còn một chiếc form cuối 2016 đầu 2017. Anh khách ấy anh lấy xong anh còn nhận xét là chiếc 16 còn chất hơn cả cái chiếc anh ấy lấy 2018, nhưng vì anh ấy thích đời nên anh ấy lấy cái 2018. Rồi anh em nhé, một chiếc SH1 bản màu đỏ đen. Đấy, rồi, 2016. Xe được đẹp đấy anh em ạ, chất lượng đây anh em nhìn. Mua của anh 10 là 385 rồi, cộng đây, 500 dọn là 39. Cộng cho anh em mình 2.500.000, 41.500.000 cho một chiếc SH1. Không rất hợp lý. Không bị bồ ghề gì nha anh em nhé. 41.500.000. Hàng SH1 khóa smart key bản đỏ đen, bản đặc biệt. Rồi. Đây, từ cái chỉ thêu, hai lốp còn zin và còn dày. Chạy có vạn thôi. Rồi. Rồi, ok, tiếp theo một chiếc xe Jeep nhỏ nhỏ xinh xinh nha anh em nhá. Cũng giá thật sự rẻ, 2016 Jeep biển Hà Nội. À, đồ sơn đúng không? Nhiều đúng không? Sơn, không sao, vẫn hợp lý. Cộng bán giá cho anh em mình là 10 triệu thôi cho một chiếc Jeep 2016. Giá rẻ bất ngờ quá nhỉ. 10 triệu rẻ không anh em, không thể rẻ hơn được nữa rồi. Anh em nào có nhu cầu chọn dọn rửa xe sạch Piaggio nhá. Đúng rồi. Đấy, Piaggio dọn rửa sạch sẽ đời 2016 biển 29E2 06432 một vòng thì em xe đang rất đang nổ đấy ạ. Anh em nghe thấy chất lượng ạ. 2016 bản Jeep 100. Xe Việt Nam nha anh em nhá. Đấy, anh em nhìn những form dáng mặt mũi vuông vắn rồi, lấy về đi thôi. 10 triệu. 10 triệu đồng. Quá rẻ cho một cuộc tình. Cũng có mấy anh khách hỏi cái lúc mà xe chưa làm dọn xong, thật sự xe này em mua cái lúc đấy chưa dọn. Anh khách đến bảo khi nào dọn xong lên like hoặc đăng bài để anh qua anh xem. Nếu mà là anh ấy có xem cái được cái đường like này thì cố gắng đến nhìn lại cho em, hàng có đẹp. Đẹp lắm. Máy thì hôm đấy anh ấy test rồi, máy rất ok, anh ấy rất ưng về cái máy. Xe 2016 chính chủ nhá, em nhớ chiếc này em mua trực tiếp chính chủ của cái bạn nữ đấy, không qua bất cứ trung gian nào. Anh em biết nhớ cho em. Chạy chuẩn 2.8. Chuẩn 2.8 luôn, km chuẩn luôn, anh em nhớ cho em là km chuẩn 2.8 luôn nhá. Em nhớ luôn lúc mua. Đấy, hai cái tay nắm này zin hết. Chỉ duy nhất giá buổi live này là 10 triệu thôi. Anh em nào có nhu cầu thì chọn lựa sớm giúp em.
Rồi. Thì không có nhiều hàng Diazo mà giá rẻ vậy đâu. Lốp còn zin theo xe. 2016 nha anh em nhá. Rồi, tuần thứ 51, 2015 đúng không? Lốp còn zin. Làm gì có thể rẻ hơn được nữa. Đúng rồi. Quá rẻ. Quá rẻ rồi. Ok, tiếp theo một chiếc Vision đời 2018 màu đỏ mệnh thổ mệnh hỏa cho em nhé mọi người nhá. Rất là nhiều các bố các mẹ tìm những cái dòng xe biển 93 chắc là Bắc Cạn Bình Phước à? 93 Bình Phước, 97 Bắc Cạn. Vâng, 93 Bình Phước 2018 giá 20.500.000 thôi. Ờ, 2018 đấy ạ. Giá hợp lý. 2018. Ưu điểm là giá rẻ, xe chất, nhược điểm thì tỉnh hơi xa, nếu anh em không quá quan tâm về biển tỉnh có thể tập trung lấy xem con này. Hoặc những anh em nào trong miền trong mà ra ngoài công tác cũng chọn chiếc này được. Công tác thì ra ngoài thì chiếc này. Đi chán không anh em lại bán cho Hoàng Kiên có gì đâu, đơn giản. 20.500.000 anh em chỉ lấy được một chiếc Way với giai đoạn này thôi. Đồ đạc đẹp chuyển sang hẳn một chiếc Vision này, 2018 năm sản xuất 2018 quay gần em. 2018 nha anh em nhé, đây anh em nhìn sần này, sần rất là đẹp luôn, bản lòng nâu. Đấy, màu đỏ đen nha anh em nhé. Đấy, xe đã được dọn dẹp sạch sẽ rồi, anh em nhìn Sicana bóng đánh phát bóng lọng luôn. Hiện tại cái mặt trên này nó hơi bạc bạc một tí, theo màu nó bạc bạc ấy. Đấy, nó đổi như kiểu là nó nắng ấy. Rồi, tiếp theo, okay, một chiếc Lít 2020, rồi. Màu xanh nâu, được cái màu rất là hot hit nhá. Màu rất hot hit và bản nó là bản đèn LED, 2020 đèn LED này. Nhân tiện thì nhà em còn hai chiếc đều là đèn LED và bản mới nhưng mà màu đỏ đấy, màu đỏ thì còn thấy 2-3 chiếc nhưng màu xanh này còn một thôi. Rồi, Lít nha anh em nhá, 2020 màu xanh tím. Anh em mệnh thủy cho em con này. Đấy, biển giá số bán là 32.800.000. C Hoàn Kiếm anh em nhé. 2020 nhá, 32.800.000 cho một chiếc Lít đèn LED. 488. 2020 anh em ạ, mệnh thủy xanh anh em nhá. Nâu, anh em nhớ cho em, xanh này, nâu này, chuẩn màu hết này. Đấy. Khung công tắc đèn và đèn LED smart cây đầy đủ hết, màu rất là hot. Màu này được cái là nó giữ màu bền, anh em đi không phải lo về độ xước hay là bẩn. Đẹp không? Hay quá đi. Trong này trong rất không đẹp. Xước chết không gì cả. Cốp thì là mênh mông bát ngát luôn. Là được cả thế giới luôn. Nọ em là đi xe Lít ra ngoài siêu thị mua sữa, hai thùng sữa đưa vào vẫn vừa anh em ạ. Rất bảo hiểm thoải mái. Tất tật các loại đầy đủ nhưng hết. Mà bình thường anh em đi xe khác thì biết ôm lên đâu để ở đâu đúng không ạ? Thôi thì có cái cốp cũng là công dụng tối đa. Rồi. Liberty tiếp theo anh em nhá, bản IE. Rồi, anh em toàn những xe giá mới và xe thời trang, màu cũng rất là đẹp nhá. Giá hợp lý phải chăng cho anh em. Liberty IE đời 2011 2012. Đấy, bản IE rồi, đã được cái đăng ký sang tận 2015 rồi. Cũng là mới mua dọn dẹp ngon lành để cho anh em mình là 11 triệu thôi. Rồi. 11 triệu một chiếc IE biển điện tử nhá. Kim phun điện tử đấy anh em ạ. 20 bây giờ đăng ký 2015. Đúng rồi, là xe là 2012. Là 2012 thôi. Rồi, bản đấy, IE. Màu xanh tím nha anh em nhé. 11 triệu, giá điện rất hợp lý rồi. Toàn 104105. Bao vừa bao tiền vừa báo bao tiền. 11 triệu ạ. 11 triệu đồng nha anh em nhá. Bản 2012 đăng ký 2015. Thực ra những cái con xe nó còn lại anh em ạ. Năm sản xuất của nó đời chót là 2012 nhưng mà còn lại 2015. Cái là xe đã dọn dẹp ngon lành. Chất. Rất là hợp lý, tình hợp lý nha anh em nhé. Anh em nào mà có những chiếc xe đẹp thì có thể liên hệ trực tiếp với bên xe máy Hoàng Kiên. Anh okay. em nào mà muốn mua có thể liên hệ trực tiếp với bên xe máy Hoàng Kiên nha anh em nhé. Có những số hotline để cho anh em alo trực tiếp 24/7 nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người. Chào tất cả các anh em ạ.